chùa từ 13
Phật tổ giáng lâm quỷ thần chứng chiếu. A Di Đà Phật. Tôi đã đèn nhang xong, mời cô vào lễ Phật. Mô Phật. Này chị em ơi, sao người đâu đến ở chùa này mà khổ kêu ba ngân về. Ấy lông mày nét ngang đấy thầy tiểu ơi, đến ở thầy tiểu ơi, thầy như tao dụng sân thì đình, mà em như gái giờ đen ấy đi rình của chúa đấy thầy tiểu ơi. Này thầy tiểu ơi, câu non tiện trúng lòng đào, mà trầu tem cánh phượng đen ấy tiếc trao cho chàng đấy thầy tiểu ơi, tiên trùng.
người đâu ấy, người đâu thấy gái lại cứ chạy. Mồm với cả thì Phật này. Này thầy Tiểu ơi, bỏ em đứng trước cửa chùa, em gọi thầy Tiểu chả thưa em buồn. Đấy thầy Tiểu ơi, à phải rồi, tôi nghĩ ra rồi. Châu ta thời ăn cỏ đồng ta, ai lại mang thóc ra cho gà người bới. Nhà tôi có anh nô làm người ở, tôi mà về phép này thì nô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Màu ơi, làm cái lâu mặt dạ mày dày, đi đêm rồi cũng có ngày gặp mai. Màu ơi, mặc kệ tao. Sợ lắm. Kệ tao. Sợ lắm. Tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn dân xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã đó nè. Việc thuế lệ binh nương nay đà thanh thỏa, mà tính của tôi là hay trịnh thượng ở trong làng, chẳng ai dám bàn ngang, mà xoay xuống dưới kiếm ăn cũng khá. Nhà phú ông nay cơ chừng động mã, ả thị mẫu nay đã hoang thai, cứ chiếu lệ làng ngã vạ không sai, bắt nộp đủ là 100 quán quý đó nè. Mà cái việc này phải gọi thằng bố đốp đập mõ mời làng mới được. Bố đốp có nhà không? Thằng bố đốp có nhà không hả? Đứa nào đốp đốp chết chết gì ở ngoài đây? Lão nào, tao đây, thầy xã đây. Dạ, thầy xã đấy à? Ừ. Bố đốp nhà cháu đây trầy tình lính băng rồi à? Lão làm cái thứ mõ nhà mày thì bằng mới xác gì hả? Dạ, bằng là bằng của cụ bá. Bố đốp nhà cháu cắt chết thiêu hầu cụ bá đấy à? Có chăng thì chăng chứ. Thôi được rồi, chồng vắng thì vợ thay, mày ra ngay đình làng có việc nghe chưa? Dạ vâng ạ. Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than, bỗng dưng ai bắt việc qua chứ nên đi phải lầm than đi, tôi thương chồng cho nên đi phải lầm than đi. Đông ơi đừng, bây giờ ai bắt này à, bắt việc nghỉ quan đàn bà. Dạ lúc dạ có thấy tao bảo mày ra ngay đình làng có việc, sao mày vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở đây thế hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên, xưng danh xưng giá mới nên con người đấy thầy ạ. Làm cái thứ mõ nhà mày thì danh mới giá gì? Thôi, danh giá gì thì xưng đi. Ấy bước vào tôi ơ rằng vậy, chẳng dâu gì mẹ đình đám là tôi. Nghề ăn nói tôi vào trang đúng mực, mà bất phận danh nhi tài túc, vô chế lệnh như dân tòng, một mình tôi cả xã ngóng trông. Mà điều phải trái là tôi lên trước bảo. Ôi, đập. Dạ.
điều phải trái mày lên trước bảo hóa ra, mày vứt ông đi đâu mà mày lên trước bảo ra đâu mà. Dạ thưa thầy. Thế có việc gì to nhỏ trong làng, thầy sai nhà con đi giao mõ thì dân làng mới biết. Thế có phải là con lên trước bảo không nào? Con mẹ đốp nói thế mà có lý. Thôi được rồi. Từ việc thì cho chi việc hào, chắc con về tôi phải báo với dân. Từ tiền tô dai lão trong dân mà cho đến tiền tức là một tay tôi chiếu bổ. Ôi đốp. Dạ. Ô, mày chiếu bổ. Thế mày dạ, ông đi đâu mà mày chiếu bổ ra đâu dạ, hả? Dạ thưa thầy. Dạ bổ là trên có thầy lý chiếu bổ. Dưới có mẹ mõ nhà con đi thu. Còn cứ quyền khuấy đi mất đấy thầy ạ. Quên chỉ được cái này lão mỏng. Từ ông Nguyên Hào cho đến thầy Khán Thủ ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Tôi mà chưa ra ấy à thì làng cũng chửa có được ngồi. Đốp. Dạ. Mày lị nhật ra hĩ lộng hỉ thành chân. Mày chưa ra thì ông mày các cụ nhà ông chửa được ngồi, hóa ra mày là bà thủ chỉ của làng ông hả? Thầy. Thế thầy để cho nhà con nói nốt cái đã nào. Thế nói đi. Có việc gì to nhỏ nhà con không ra giải chiếu thì để các cụ ngồi xuống đất hả thầy? Con mẹ đốp nói thế mà có lý. Thôi được rồi. Dạ thế mới có câu rằng phi tiểu nhân thì bất thành quân tử đấy thầy ạ. Phi tiểu nhân bất thành quân tử. Hay à, hay đấy đó à, dạ thế ạ. Dạ nhà con tuy làm mõ nhưng lại còn có cả thơ nữa đấy thầy ạ. Có cả thơ à? Dạ. Thế thơ sao? Thế con đọc thầy nghe nhá. Thơ rằng mõ này cả tiếng ý lại dài hơi. Làng xã ưng bầu chẳng phải chơi, trên dưới quyền hành tay sắp đặt, một mình một chiếu thành thơi ngồi. Một mình một chiếu thành thơi ngồi. Hay đấy đó dạ, bà. Dạ, hay à thầy? Ừ. Thế thầy có mang theo nghiêng bút đi không ạ? Có thêm nghiêng bút để làm gì? Thì thầy khen hay. Ừ. Con đọc thầy chép rồi mang về nhà thầy mà treo. Ấy là lão đâu. Thế sao thầy lại khen hay? Hay là hay với mày chứ nị hay với tao ấy à? Con mẹ đốp dạo này nó nhuận sắc đáo đẻ. Đốp ơi, đốp nè. Dạ. Nhà mày được mấy cháu rồi? Dạ, nhà con hiếm hoi lắm thầy ạ. Hoi à? Thế hoi là bao nhiêu? Dạ, nhà con mới được có 9 cháu, với cả cái thằng cháu này nữa là 10 đấy thầy ạ. Ui trời ơi, con mẹ đốp dạo này nó nhuận sắc đáo đẻ. Đốp ơi. Dạ. Đốp nè. Dạ. Hôm nào hôm mát rồi thầy sang mày cho gửi thầy gửi mày một đứa. Sao thầy là người lớn mà thầy ăn nói hàm hồ như vậy được ạ? Nếu mà bố đốp nhà cháu nó nghe tiếng thì nó có ghen nó không nào? Lão nào? Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ, tao bảo hôm nào mát rồi tao sang tao gửi mày nuôi hộ một đứa, chứ tao mà nè
Thèm thèm vào à? Thôi đi ra mõ đi. Thế bây giờ nhá, sao như nào hả thầy? Nghe đây này. Dạ. Triềng làng triềng trạ thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Mầu Thị Tư, tình ngoại ý mãn nguyệt, có thai mời già trẻ gái trai, gia đình mà ăn khoán. Có thế thôi đi giao đi. Dạ thưa thầy, thưa thầy. Gì nữa? Nhà con được cái sáng dạ nhưng lại mắc phải cái bệnh hôn tâm. Thầy làm một mạch thế con chả nhớ được đâu thầy ạ. Ừ, không nhớ được à? À, hay là như này thầy nhá. Thế như nào? Nhà con đi trước con đánh mõ. Ừ. Thầy theo đằng sau. Thầy giao giùm con. Ừ. À, cái láo này. Sao hóa ra tao là cái thứ mõ thuê cho nhà mày hả? Dạ, hả? Dạ, thế thì như này vậy. Như nào? Thế thì thầy cứ thủng thẳng thầy đọc để cho nhà con nhập tâm cái bài ý. Lại phải thế nữa cơ à? Dạ. Ừ, nghe đây. Dạ. Triềng làng triềng trạ thượng hạ Tây Đông. Tây Đông. Vào đây này. Đất. Dạ. Sao mày lại bốc mồm tao mày bỏ vào cái chỗ đấy đi hả? Dạ dạ thưa thầy, con phải làm như vậy thì con mới nhớ được đấy thầy ạ. À. Như thế mới nhớ được dạ. À? Con này nó ngu thế không biết chứ gì. Con gái phú ông tên là Mầu Thị Tư, tình ngoại ý mãn nguyệt, có thai. Có thai. Vào đây này. Ôi dồi đất. Dạ. Sao mày lại có thai cả ở mồm tao thế hả? Rồi ơi. Đốt. Dạ. Mày có dâng cao cái giải yếm lên không? Uế tạp hết mồm tao rồi còn gì? Dạ con đã lâng cao. Cao lắm rồi đấy thầy à. Cao lắm rồi dạ. À. Rồi. Mời già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán. Ăn khoán cũng vào đây này. Có thế thôi. Có thế ôi thôi. Ôi dồi ôi. Này đến có thế thôi nó cũng cho rồi đấy. Giờ con đi ra mõ đây. Ra thạch này, ra tiệp, ra hết như này. Tao bảo mày đi giao mõ sao mày vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn nơi là thế nào hả? Dạ thưa thầy. Con tưởng là gửi lời thì nói mà gửi gói thì mở. Ban nãy là có bao nhiêu mồm thầy con bốc con bỏ vào đây. Con đã rút tung, rút tué, rút hết ra rồi ạ. Mà cái con mẹ đốp này thấy tao chậm hiểu mà mày này này thì thôi bỏ đốp ơi là bỏ đốp ơi. Thôi bỏ đốp ơi là bỏ đốp ơi. Bỏ đốp ơi là bỏ đốp ơi. Bỏ đi đâu mà để cho thầy xa an hiếp tôi thế này. Đốp. Ôi dồi ôi, mày có bé bé cái mồm như trong lọt tai làng sang tai họ bây giờ. Đốt thôi lên. Tối mai sang nhà tao tao cho thùng thóc. Thóc nem cái hoa vàng. Thôi đi ra mõ đi. Chí được cái này 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 này. Tôi phải làm như vậy mới được đấy bà con ạ. Bây giờ còn 3 tiếng mõ này là để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Chiêng làng chiêng trạ ý ơ. Thượng hạ Tây Đông ý ơ. Con gái phú ông tên là Mầu Thị Tư, tình ngoại ý mãn nguyệt, có thai. Mời ra trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán. Ý ơ, ý ơ. Mệt quá đấy bà con ạ. Bây giờ còn cụ đồ điếc, tôi phải vào tận trong nhà tôi gọi thì cụ mới nghe thấy đây.